Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Mình là Enwy, dụng cụ sinh tồn. Và hôm nay mình sẽ review lại cho các bạn một cái món ăn. Đó chính là lương khô của quân đội Trung Quốc. Rồi, thì để xem là bên trong cái lương khô này sẽ có những gì cũng như là cái vị của nó như thế nào nha. Rồi, thì đây chính là nhân vật chính của chúng ta nha. Đó, thì mình mua một cái bảng, đó chính là 1,2kg. Nó có hai loại, là một loại 4kg và một loại 1,2kg. Thì mình mua 1,2kg thôi, tại vì mua 4kg thì ăn không nổi. Đó. Người ta thì thường hay gọi cái hộp lương khô này là lương khô 3 sao. Này nó có 3 sao đây nè. Rồi. Chúng ta sẽ có là 200g cho mỗi mỗi cục như vậy, và mình có 6 cục ha. Đó. Bánh không thì họ cũng ghi những cái chữ chung mình cũng không hiểu. Ừ. Đó. Ở đây có cái tay cầm mọi người. Đó. Mình phải xách lên đi như thế này. Xách lên đi. Bên đây thì cũng là những cái dữ liệu cũng như là những cái thông số dinh dưỡng nè mọi người. Đó, với cái mã QR. Ok, bây giờ mình sẽ mở ra nha. Và cái hộp này mình mua trên Shopee với giá là 120.000. Đó, cho là một cái hộp 1,4kg. Cái nắp thì cũng bằng thiết mọi người. Ok. Thì đầu tiên mình sẽ thấy là có một cái tờ giấy. Thì chắc tờ giấy này cũng là tờ giấy giới thiệu này nọ ha mọi người. Đó. Tại chữ chung thôi, mình không biết đọc tiếng Trung. Rồi. Thì đây là một cái cục lương khô. Ở đây mình chỉ còn có 5 cục thôi, tại vì có một cục thì mình đã mở ra để cho mình ăn và mọi người trong gia đình ăn trước. Ừ. Tại lúc đó đói quá không có gì ăn nên là còn này thôi, nên mình mở ra ăn luôn ha, nên là các bạn thông cảm nha. Đó. Lương khô 900 gì đó đó đó. Đó. 200g nha. Rồi. Cũng là những cái chữ thông số này nọ bằng tiếng Tàu không mình không hiểu gì hết đó. Đó, đây có một cái mã vạch, một cái QR. Ở trên đây nè mọi người. Đó mọi người thấy không? 2020 là tháng 7, ngày 2 tháng 7. Thì đây chính là cái ngày sản xuất, và cái hạn sử dụng của nó sẽ là 3 năm kể từ ngày sản xuất nha. Đó, nên là mình có thể để được khá là lâu. Ok, bây giờ mình sẽ mở ra để xem là bên trong cục lương khô này sẽ có những gì nha. Rồi, ở đây mình đã chuẩn bị một cái dĩa. Bây giờ mình sẽ cắt cái lương khô này ra. Ok. Đó. Rồi, một cục bự như thế này là sẽ có được 4 thanh nhỏ bên trong nha mọi người. Đó. Chúng ta sẽ có 4 thanh nhỏ bên trong. Đây đi. Đó. Đây, 4 thanh. Khi mà vừa mới mở ra thì mình có thể nghe được cái mùi sữa và mùi đậu phộng. Mình biết đây là đậu phộng hay là mùi mè. Như mùi mè mọi người, rất là thơm. Đó. Thì một cái cục lương khô như thế này là nó được bọc trong một cái giấy ni lông, và là khá là nhớt, chắc có lẽ là dầu. Rồi, bây giờ mình sẽ mở ra. À, tôi sẽ kéo mở đi. Cái cục lương khô này bằng ni lông mình thấy khá là bất tiện luôn mọi người, kéo hoài không được. Chẳng như Việt Nam mình có bằng giấy nên rất là dễ mở, cầm xé ra cái một là ăn được liền. Còn này phải ngồi khười mà gặp gì mấy người không có móng tay là chắc chết luôn, lỡ mà không có dụng cụ như dao kéo đồ này nọ mà sẽ mở không được. Đó, rồi nó bể luôn rồi. Đó, thì đây sẽ là đó, bên trong cái lương khô như thế này mọi người. Đó, nó có một cái màu vàng, và nó có rất nhiều màu vàng nữa, là màu nâu chứ. Ở giữa nó chắc hay là hạt lạc hoặc gì đó, hoặc là mè. Rất là thơm, thơm mùi bánh quy với mọi người. Rồi, bây giờ mình sang thử nha. Cái cảm nhận đầu tiên của mình là cái thanh lương khô này nó có một cái vị ngọt nhẹ. Ngọt thanh chứ không phải là ngọt khá là gắt như là cục của lương khô Việt Nam mình. Đó. Và mình thấy được là có mùi mè, cũng có mùi sữa cũng như là bơ, rất là thơm.
và nó không cứng nha mọi người, rất là mềm nè mọi người, rồi nhũng là bẻ được cái bột sau luôn. Đó, rất mềm. Vì mình thấy á, mình thích cái đường khô này ở chỗ là thứ nhất là rất là mềm, mình không cần phải dùng quá nhiều lực để mình cắn đó. Cái thứ hai là nó không ngọt quá gắt để khiến cho mình ngán, và nó cũng không quá là khô để khiến mình phải uống rất nhiều nước. Đó. Thì theo mình á, cái lương khô này mình thấy là rất là ok ha. Tại vì là cái thứ nhất là mình có thể ăn nhiều, ăn đi ăn lại được. Tại vì mình ăn này mình không cảm thấy ngán. Chứ lương khô Việt Nam mình là ăn cỡ 1, 2, 3 cục gì đó là bắt đầu thấy ngán rồi đó. Đó, chứ này là tại vì nó ngọt thanh á, ăn rất là đã. Đó. Thì theo thang điểm 10 thì mình sẽ cho cái cục này là 8 điểm. Rất là ok. Chỉ là có một cái nhược điểm là nó tiện nó bọc trong bịch ni lông thôi, là thấy hơi kỳ thôi. Đó. Ok. Ăn thêm, cắn thêm miếng nữa nè. Mình vừa lấy được một cái lương khô Việt Nam mình nè. Để mình xé ra để so sánh cho các bạn xem luôn nha. Đó, có một cái nhìn rõ hơn về các loại lương khô nó như thế nào. Từ Việt Nam mình á là không có để trong cái cục bự như thế này. Đây là Việt Nam mình chỉ là một cái thanh nhỏ thôi, một thanh vậy là bẻ ra được thành hai, thêm hai miếng nữa, còn cái cục bự này là được 4 thanh nhỏ đó. Ok. Cái điều mình thích là Việt Nam mình họ có giấy. Mình cực kỳ thích điều đó. Đó rất là dễ xé thôi mọi người. Còn kia ngồi khửi quá trời luôn. Mình lấy dao rọc hoặc là lấy kéo rọc gì đó. Và đúng rồi, cái lương khô của quân đội Trung Quốc này là họ không thơm. Nó không thơm bằng Việt Nam mình. Việt Nam mình vừa mở ra là nghe mùi bơ nó nồng nặc luôn. Thơm lắm. Rất là thơm. Việt Nam mình là cực kỳ thơm luôn. Là mọi người thấy là cái màu nè. Đó, mềm mình là màu đậm hơn ha. Cũng đây màu nhạt hơn. Của mình thì đó, nó khó bẻ hơn, mình phải dùng nhiều lực mình mới bẻ được. Lấy hai miếng nhỏ so sánh. Bên trong của mình thì nó mỏng hơn á. Đúng rồi. Đó. Của mình nè, của ta nè. Ok. Lương khô Việt Nam mình thì cứng, ngọt, khá ngọt luôn á. Đây nè, nó kiểu nó đặc lắm, nó hay bị ăn khá ngán và uống rất nhiều nước đó. Còn chú thì ngược lại. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thấy hay và bổ thì cho mình một like, một đăng ký cũng như là nhấn luôn cái chuông bên cạnh để nhận thông báo về video sắp tới của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.